Chào mừng các bạn đến với podcast Huyền Expat phiên bản thử nghiệm 5.0 số thứ 6. Mình tên là Huyền, mình đã sống ở Anh và Mỹ hơn 10 năm cho đến khi gia đình mình trở về Việt Nam vào mùa hè năm 2021. Trong thời gian sống ở Việt Nam, mình cố gắng ghi chép lại những câu chuyện đời thường nhất để kể cho bạn nghe về quá trình thích nghi ngược trở lại với văn hóa và cuộc sống ở Việt Nam. Mình cũng sẽ chia sẻ về cuộc sống của mình ở nước ngoài và đời sống của du học sinh Việt Nam. Có thể bạn sẽ thấy thú vị và cả hài hước nữa. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe nhé. Trong episode lần này, mình sẽ giới thiệu với bạn về hành trình nước Mỹ của mình. Vì sao mình lại mơ ước được đến Mỹ? Mình đã đặt chân đến nước Mỹ gần 12 năm trước như thế nào? Cuộc sống của mình ở Mỹ như thế nào? Mình đã thay đổi ra sao sau gần 10 năm sống ở Mỹ? Sau khi học xong chương trình thạc sĩ ở Mỹ vào năm 2012, mình lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Câu chuyện của mình được trích trong cuốn sách Gần Như Là Nhà do Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành vào năm 2019. Tháng 4 này là tròn kỷ niệm đúng 3 năm kể từ ngày sách ra đời. Lúc đó mình vẫn ở Mỹ và không thể về Việt Nam để tham dự buổi ra mắt sách do Nhà Xuất Bản Trẻ tổ chức. Trong hơn một năm, mình đã tham gia dự án viết sách với vai trò là chủ biên và đồng tác giả. Nhóm tác giả của mình có 30 bạn trẻ là du học sinh Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới. Có những người đã chọn trở về Việt Nam, cũng có những người định cư ở nước ngoài. Chủ đề xuyên suốt cuốn sách Gần Như Là Nhà là câu chuyện về danh tính của người Việt trẻ khi sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Nơi đâu mới thực sự là nhà và họ thuộc về đâu? Mình cảm ơn nhóm điều phối dự án gồm 4 người bạn đã cùng làm việc nhiệt tình và nghiêm túc với mình trong hơn một năm kể từ khi mình có ý tưởng ban đầu cho đến khi ra mắt sách. Bạn có thể mua sách trên các trang Tiki, Fahasa hoặc ở trên phố Đinh Lễ. Đây cũng là một địa chỉ mua sách rất yêu thích của mình mà lần nào về Việt Nam mình cũng phải ghé đến. Episode lần này đặc biệt ở chỗ câu chuyện của mình được ghi âm lại bởi chính giọng đọc của chồng mình, giáo sư ngành khoa học máy tính trường Đại học Stony Brook ở New York, anh Nguyễn Minh Hoài. Điều mình cảm ơn nước Mỹ nhất là đã cho mình gặp được một nửa của đời mình, cho mình tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Thực sự phải nói là nếu không vì chồng có lẽ mình đã trở về Việt Nam từ lâu rồi. Nhưng mình đã lựa chọn tình yêu bằng cách ở lại Mỹ để chồng mình phát triển sự nghiệp trong khoa học và nghiên cứu. Chồng mình xuất phát từ dân toán nhưng lại có một tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc, thích đọc những điều mình viết. Chồng mình luôn ủng hộ vợ theo đuổi đam mê và sở thích của mình. Qua episode lần này, mình muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến người chồng, người bạn đồng hành với mình trên mọi nẻo đường. Sau đây mời các bạn nghe câu chuyện Hành Trình Nước Mỹ Của Tôi trích trong cuốn sách Gần Như Là Nhà do Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành vào năm 2019. Người đọc Nguyễn Minh Hoài. Mời các bạn nghe truyện ngắn Hành Trình Nước Mỹ Của Tôi của tác giả Trần Diệu Huyền, trích trong tập truyện ngắn Gần Như Là Nhà của nhiều tác giả do Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành năm 2019. Người đọc Minh Hoài. Hành Trình Nước Mỹ Của Tôi, tặng mẹ thân yêu. Giấc mơ Mỹ. Mẹ tôi là người đã cho tôi khát vọng về sự dịch chuyển. Từ lúc tôi còn bé tí, mẹ đã đưa tôi đi khắp nơi trong khả năng tài chính hạn hẹp của mình. Chúng tôi ngồi trên những chiếc xe tải chở hàng lèm chặt người, đi từ Bắc vào Nam. Nếu không có mẹ, tôi mãi mãi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, không biết bầu trời ở bên ngoài rộng lớn thế nào. Tôi đã đi khắp mọi miền đất nước cùng mẹ. Cái máu dịch chuyển đã bắt đầu chảy trong tôi từ ngày đó. Tôi biết mình sẽ không thể ở yên một chỗ, sự nhàm chán sẽ giết chết tôi. Cũng vì không ở yên một chỗ mà khi còn sống ở Việt Nam, tôi đã nghĩ mình như một cái hạt bị thiếu đất, thiếu nước, thiếu môi trường để phát triển. Tôi cảm thấy mình như con cá bị kẹt trong ao tù, nước đọng. Tôi thèm được ra biển lớn, thèm muốn hít thở không khí tự do, thèm muốn được khám phá thế giới bên ngoài. Cuộc sống cứ đều đều trôi, còn tôi thấy mình như bị tắc lại với những giấc mơ còn dang dở. Mẹ là người đầu tiên nói với tôi về nước Mỹ. Mẹ tôn sùng nước Mỹ tuyệt đối, cho rằng đó là thiên đường, là xứ sở của tự do,
Gia đình tôi có mấy người họ hàng sang Mỹ sau năm 1975. Tôi luôn nghe mọi người trong nhà nói về cuộc sống của họ ở Mỹ. Không ai hiểu tường tận nhưng lại hay thêu dệt nên câu chuyện về nước Mỹ như chốn thiên đường, chỉ có sự sung sướng bất tận. Khung cảnh trong những tấm ảnh họ gửi về trông thật khác với thế giới mà tôi vẫn quen thuộc. Quần áo họ mặc trông cũng khác thường, những người mà tôi vẫn nhìn thấy trên phố. Tôi bắt đầu tò mò về họ và ước ao một ngày nào đó được đặt chân đến thế giới của họ. Nước Mỹ khi ấy đã trở thành giấc mơ của tôi, một giấc mơ mãnh liệt và điên rồ hệt như tuổi trẻ. Tôi đã mơ một giấc mơ ngây thơ, hồn nhiên và có phần hão huyền. Tôi đã tự vẽ nên một bức tranh về nước Mỹ chỉ có màu hồng. Tôi cần giấc mơ ấy, vì một người trẻ không có giấc mơ thì lấy gì để sống, để bám víu và chống chọi với sự thật vọng về cuộc đời và sự hoang mang của chính bản thân mình. Trong những năm tháng khó khăn dò dẫm để tìm cho mình một con đường như ấy, nước Mỹ chính là ánh sáng phía cuối đường hầm. Đó là niềm hy vọng, là động lực để tôi sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình. Bất cứ khi nào cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi, giấc mơ Mỹ lại vẫy gọi tôi bước tiếp. Welcome to America. Gần 10 năm trời, tôi loay hoay tìm kiếm một con đường để sang Mỹ. Những năm tháng đi học ở Việt Nam, tôi đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội học ở mọi nơi, lê la đến tất cả các hội thảo du học quốc tế, nói chuyện với những người mà tôi chưa gặp bao giờ qua mạng Internet. Không đủ tiền học tiếng Anh ở những trung tâm lớn, tôi đi bộ ra bờ hồ mỗi ngày để nói tiếng Anh với khách du lịch nước ngoài. Thành tích học tập của tôi không đủ xuất sắc để tìm học bổng toàn phần. Gia đình lại không đủ điều kiện kinh tế để du học tự túc. Việc đi học ở Mỹ gần như không tưởng. Nhưng với tính cách bướng bỉnh của mình, tôi quyết tâm thực hiện cho bằng được điều mà người khác tin là mình không thể làm được. Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm cơ hội đi Mỹ chưa thành, tôi bắt đầu chuyển hướng sang những nước khác bằng cách tham gia các cuộc thi quốc tế. Tôi đã 20 tuổi mà vẫn chưa một lần bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Với một người ôm giấc mộng đi nước ngoài như tôi, điều đó thật đáng buồn. Mãi đến năm 2007, khi đang là sinh viên năm thứ hai, tôi nhận được giải thưởng đi Hàn Quốc nhờ một cuộc thi viết luận nhân kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Đó là chuyến đi nước ngoài đầu tiên và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được đi máy bay. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc thế nào khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu đầu tiên trong đời. Tôi đã rất hồi hộp khi máy bay cất cánh, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây trắng bồng bềnh trôi, cảm giác nhẹ bẫng khi chạm vào chính giấc mơ của mình. Sau khi trở về Việt Nam, tôi trở nên tự tin hơn và bắt đầu hăng say viết các bài luận gửi đi khắp nơi. Chính những bài luận này trở thành một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin học ở Mỹ của tôi sau này. Nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp khi tôi nhận được giấy mời nhập học của một trường đại học miền Trung Tây nước Mỹ vào năm 2010. Cầm tờ giấy nhập học trên tay mà tôi không dám tin vào mắt mình. Hạnh phúc không ngờ lại có vị ngọt ngào đến thế. Nỗ lực 10 năm trời của tôi cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Ông trời quả thực không phụ lòng người. Lúc đó, tôi đang đi làm trong một công ty nước ngoài. Công việc rất tốt nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ việc để đi Mỹ. Tôi ngây ngất với niềm vui sắp được đi Mỹ, nhưng cũng bắt đầu thấy tiếc nuối những ngày còn lại ở Việt Nam, nhất là khi chia tay bạn bè, đồng nghiệp. Ngày tôi đi Hà Nội vừa hết đợt nắng nóng, đang chuẩn bị vào thu với gió heo may thổi nhẹ nhẹ, tiễn tôi ra sân bay có gia đình và hai người bạn thân. Cũng như trước những chuyến đi xa khác, tôi thắp hương đứng trước bàn thờ cầu xin tổ tiên phù hộ cho mình. Tôi nhìn lại ngôi nhà nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Gia đình tôi sẽ vẫn tiếp tục sống ở đây, mọi thứ sẽ đổi thay mà tôi không có mặt để chứng kiến. Ý nghĩ đó làm nước mắt trực trào lên nhưng tôi cố kìm lại. Chỉ đến khi máy bay cất cánh, Hà Nội nhìn từ trên cao chỉ còn là những chấm sáng nhỏ vàng vọt và những ngôi nhà trông như những bao diêm nằm xiên xẹo, tôi mới quay mặt ra phía cửa sổ và khóc nức nở. Nước Mỹ đã chào đón tôi bằng một mùa thu vàng theo đúng nghĩa. Cả không gian nhuộm một sắc vàng rực rỡ khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống mặt đất. Một đoạn video trên máy bay với hình ảnh người dân Mỹ ở khắp mọi nơi, đủ màu da sắc tộc đồng thanh Welcome to America, khiến trong lòng tôi dâng lên niềm vui sướng và cả tự hào. Giấc mơ Mỹ của tôi đã trở thành sự thật.
Tôi chỉ muốn hét thật to với mọi người rằng tôi đã đến nước Mỹ thật rồi. Thích nghi để ở lại. Niềm vui những ngày mới đến nước Mỹ nhanh chóng được thay thế bằng nỗi lo cơm áo gạo tiền, học hành, thi cử, làm thêm và cú sốc bởi sự khác biệt văn hóa. Tôi đã phải thỏa hiệp rất nhiều để ở lại đây, để tồn tại ở xứ sở xa lạ này. Tôi phải học cách lên kế hoạch từ những việc nhỏ nhất và sử dụng thời gian hiệu quả. Tôi không thể cứ muốn là nhấc điện thoại lên rủ bạn bè đi cà phê như ở Việt Nam. Tôi phải học cách giải quyết những vấn đề của mình, dù khó khăn đến thế nào, thay vì cầu cứu người khác. Khi còn sống ở Việt Nam, tôi không phải động chân động tay đến bất cứ việc gì. Tất cả đã có bà ngoại và mẹ làm. Việc của tôi lúc đó chỉ là ăn ngủ, học hành và mơ mộng với giấc mơ Mỹ của mình. Còn khi đến Mỹ, tôi phải tự mình làm tất cả mọi việc, tự chăm sóc bản thân. Một con cá nhỏ đang quen sống ở ao hồ chật hẹp có một ngày bơi ra biển lớn. Ban đầu con cá thấy rất hứng thú khi khám phá thế giới mới lạ của mình. Nó hào hứng bơi lượn xung quanh, quan sát những con cá khác. Sau đó, nó bắt đầu thấy choáng ngợp trước thế giới mới của mình. Nó nhận ra ở môi trường mới này, không chỉ có những con cá giống mình, mà có cả cá voi, cá mập, thậm chí cả những sinh vật biển mà nó chưa từng thấy bao giờ. Nó bắt đầu thấy chơi vơi, hoang mang, không biết đâu là đàn cá mà nó có thể bơi cùng, đàn cá nào chúng cũng vẻ giống nó, nhưng không phải là đồng bọn của nó, đàn cá nào cần học cách tránh xa nếu không muốn bị ăn thịt, đàn cá nào không dương mắt lên nhìn nó như một sinh vật lạ. Tôi chính là con cá nhỏ đó, một con cá đang quen bơi trong địa bàn thành phố Hà Nội, lúc đó còn chưa mở rộng. Ngày nào cũng nói một thứ tiếng giống tất cả những người xung quanh, ăn mặc giống họ, biết các chuẩn mực ứng xử và quy tắc xã hội. Hiểu một cái nháy mắt có nghĩa là gì, hiểu hàm ý những câu nói đùa, hiểu những lời bóng gió tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Rồi bỗng nhiên một ngày bị vứt vào một thế giới với ngôn ngữ và trước đây cứ tưởng mình thông thạo. Sau gần 10 năm sống ở nước ngoài, tôi vẫn không hiểu hết các câu nói đùa. Tôi vẫn thấy khó khăn khi phải cãi nhau tay đôi với một thằng cha bẩn tính và cần bật phụ đề khi xem phim. Tôi ngại ngần những giờ ăn trưa phải mở hộp cơm đầy mùi nước mắm của mình trước mặt người khác. Tên của tôi lộn ngược đầu đuôi, mất dấu và bỏ mất tên đệm. Lúc đi xin việc ở Mỹ, tôi phải lấy một cái tên nước ngoài để tránh bị kỳ thị. Đôi lúc tôi nghe như có ai đó đang gọi tên mình theo đúng kiểu Việt Nam với chữ ơi ngọt lịm, rồi chợt nhận ra đó chỉ là ảo tưởng trong tâm trí. Có những lúc tôi nghe thấy giọng tiếng Việt, liền vội vàng quay lại tìm người đang nói tiếng mẹ đẻ, chỉ để nhận ra, sau vài ba tiếng xã giao, người ta thường không hào hứng nói chuyện với mình. Người Việt sang Mỹ theo những biến cố khác nhau của lịch sử. Rất nhiều người Việt mà tôi gặp bên này có văn hóa rất khác với tôi, chính tôi cũng thấy khó hòa nhập với họ. Khi còn làm việc ở Việt Nam, trưa nào tôi cũng đi ăn trưa cùng đồng nghiệp. Ăn xong còn ngồi uống cà phê, tán dóc đủ thứ chuyện mới đục đỉnh từ văn phòng. Còn ở Mỹ, ngày nào tôi cũng lủi thủi đi ăn một mình, vừa ăn vừa phải nhìn đồng hồ để trở về đúng giờ, vì tôi chỉ có đúng một tiếng đồng hồ lunch break. Bộ phận văn phòng nơi tôi làm việc không có thói quen đi ăn trưa cùng nhau, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi đã học cách làm bạn với chính mình, quan sát chim sóc chuyền cành, thỏ chạy nhảy tung tăng, ngắm nhìn bầu trời xanh. Tôi học cách làm quen với nỗi buồn và sự cô đơn, tìm cách vượt qua theo cách của riêng mình, cũng như tôi đã phải thỏa hiệp, phải chấp nhận đánh mất một phần nào đấy danh tính của mình để tiếp tục tồn tại ở Mỹ. Nhập gia thì tùy tục, câu thành ngữ của Việt Nam quả không sai. Tôi không thể cứ hành xử theo cách của Việt Nam, làm việc theo kiểu Việt Nam khi sống ở Mỹ, giống như khi làm việc cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Tôi quan sát thấy những đồng nghiệp đến từ Bắc Âu cũng phải thay đổi để thích nghi theo văn hóa của ta. Tôi đã không hề nghĩ đến vấn đề identity khi sống ở Việt Nam. Là người Việt Nam lúc đó là mặc định, là một sự thật hiển nhiên. Tôi chỉ bắt đầu nghĩ nhiều và tự chất vấn mình về việc tôi là ai ở đây? Kể từ khi sống ở nước ngoài, tôi giống như một người đu dây, lúc nào cũng phải cố giữ dây thăng bằng để mình không lộn nhào. Nếu ngã hẳn sẽ rất đau, nhưng cảm giác khi đứng trên dây cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy.
Đấy chính là tâm thế của một người ở giữa khi không có một lựa chọn rõ ràng, luôn thấy mình bị kẹt giữa quê hương nơi đã ra đi và nơi hiện đang sinh sống. Lúc nào tôi cũng thấy mình là người ở giữa, không chỉ ở giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Mỹ, giữa hai hệ tư tưởng phương Đông và phương Tây, mà còn đứng giữa muôn vàn lựa chọn về Việt Nam, ở lại Mỹ hay đến một nơi khác. Tôi đã ước giá mà mình không biết đến nhiều hơn một thế giới, để cứ thế an ổn với lựa chọn duy nhất của mình, để không phải đứng núi này trông núi nọ. Chẳng phải có rất nhiều người cả đời chỉ sống ở một nơi mà vẫn hạnh phúc đấy sao? Có lẽ việc con người ngày càng dễ dàng di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ lục địa này sang lục địa khác, khiến cho ranh giới giữa danh tính cũ và danh tính mới bị xóa mờ dần. Những giá trị, thói quen, lối sống và nhận thức mới dần thâm nhập và hòa trộn với những gì đã tồn tại trước đó để trở thành một phiên bản mới. Trong những năm tháng xa nhà, tôi đã cố gắng thỏa hiệp để được chấp nhận vào một xã hội mới, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn cảm nhận rõ mình là người Việt Nam. Càng ở xa quê hương, tôi càng khao khát được là người Việt Nam và muốn hiểu thêm về đất nước tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi thuộc về đâu? Thời gian trôi đi thật nhanh. Mấy ngày nào vừa đặt chân đến nước Mỹ, ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã ở nước ngoài gần 9 năm, trong đó có 7 năm ở Mỹ. Nhưng chừng đó thời gian vẫn không làm tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này. Dù có sống ở đây đến bao lâu nữa, tôi vẫn thấy mình chỉ là một outsider, một người ngoài cuộc. Tôi dửng dưng với những vấn đề liên quan đến nước Mỹ, cho rằng đây chỉ đơn thuần là nơi tôi đang sinh sống, học hành, làm việc. Tôi đã nghĩ mình chỉ thuộc về nơi đã sinh ra, lớn lên và gắn bó những năm tháng tuổi trẻ. Hà Nội mới thực sự là nhà, là nơi tôi cảm thấy quen thuộc gần gũi nhất, nơi tôi được là chính mình. Còn nước Mỹ chỉ là nơi ở trọ, là một chốn tạm, một điểm dừng chân trên đường thiên lý xa xôi. Tôi luôn thèm thuồng cảm giác với con người khi sống ở Mỹ. Tôi cảm thấy giữa mình và những người Mỹ sống ở đây có khoảng cách rất lớn, không chỉ về ngôn ngữ, văn hóa, thói quen sống, mà cả cách thể hiện tình cảm. Tính cách độc lập của người Mỹ làm tôi e ngại khi có ý định làm thân với họ. Cảm giác xung quanh mỗi người là những bức tường thành, những rào chắn vô hình mà tôi không thể bước qua để tiến lại gần họ. Mọi thứ ở đây rất sòng phẳng và thực dụng. Người ta khó có thể duy trì các mối quan hệ nếu không tìm thấy lợi ích trong đó. Tôi thèm muốn được cuộc sống, một thế giới rất thật của kiếp người, được gục lại trong đó với tất cả nỗi niềm khổ đau và hạnh phúc. Khi còn sống ở Việt Nam, chỉ cần bước ra đường là tôi có thể quên đi những buồn phiền nhỏ nhặt của mình, vì có quá nhiều đau khổ phơi bày ra trước mắt. Còn khi sống ở Mỹ, tôi chỉ thấy cuộc sống vật chất quá ê hề. Tôi chán ghét cuộc sống vật chất đầy đủ tiện nghi ở xứ này, sợ mình sẽ quen với sự sung sướng, sẽ không sống khổ được nữa, sẽ như một cái cây mất dần khả năng kháng bệnh, sức đề kháng sẽ không còn để chống chọi với bệnh tật. 7 năm ở Mỹ vẫn không làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ về Việt Nam. Càng sống xa nhà, tôi lại càng nhớ về những năm tháng xưa cũ. Nỗi nhớ trở thành nỗi ám ảnh, đi cả vào trong những giấc ngủ chập chờn. Tôi nằm mơ thấy mình vẫn ở nhà, cảm giác có thể chạm vào từng viên gạch mát lạnh dưới sàn nhà. Rồi tôi nghe thấy giọng nói của bà, nhưng khi mở mắt ra, chỉ thấy một mình đối diện với nỗi cô đơn. Có những đêm ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt chảy từ lúc nào. Tôi thấy mình quá bé nhỏ và đơn độc trong thế giới rộng lớn này, như một hòn cát có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Có quá nhiều tình cảm và chỗ dựa ở quê nhà, nhưng ở đây tôi chỉ có một mình. Tôi không có chỗ nào để bấu víu và nhờ cậy. Tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi này và không biết đến bao giờ mới có thể gọi nơi đây là nhà. Cảm giác thỏa hiệp từng ngày để được chấp nhận trong một xã hội mới thật sự rất khó khăn và đau đớn, vì thỏa hiệp là đánh mất chính mình. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để đến Mỹ, đã từng cảm thấy chán khi ở mãi Việt Nam. Vậy mà nay đến khi sống ở Mỹ lại muốn trở về Việt Nam. Có mâu thuẫn quá chăng? Có lẽ vì tôi quá kém cỏi để cạnh tranh khi ngành học của tôi không phải là thế mạnh của sinh viên quốc tế và người nhập cư. Tôi muốn trở về Việt Nam để thử sức trong nhiều lĩnh vực. Ở Mỹ, muốn làm bất cứ ngành nghề gì cũng phải có chứng chỉ, bằng cấp liên quan, nên để chuyển sang một ngành khác rất khó khăn. Tôi đã vượt qua bao khó khăn thử thách để tìm việc ở Mỹ.
đâu phải dễ dàng để tìm việc làm với một người học ngành xã hội như tôi. Tôi cũng đã trải qua những cơn trầm cảm mùa đông dài lê thê, những lần vật vã và đấu tranh tư tưởng. Liệu tôi có thể cố thêm chút nữa để tồn tại ở đây? Tôi đang nghĩ đến việc trở về Việt Nam rất nhiều lần. Cứ mỗi lần ướp thử ý định này với mẹ là mẹ tôi lại giãy nảy lên. Về làm gì hả con? Bao nhiêu người mơ sang Mỹ mà không được. Họ mơ vì họ có hình dung ra cuộc sống ở Mỹ thế nào đâu. Cái giá để đổi lấy những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt như cơ sở vật chất, giao thông công cộng, khí hậu môi trường ở Mỹ thực sự rất đắt. Xã hội nào cũng có rất nhiều vấn đề, nước Mỹ không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, mọi thứ ở đây được bao gói, lộng lẫy và che phủ bởi muôn vạn lời nói dối, nên không dễ để nhận ra nếu chưa sống đủ lâu và đi sâu vào đời sống từ những khía cạnh nhỏ nhặt nhất. Khác với ở Việt Nam, người ta dễ dàng chê bai và dè bỉu bởi vì tất cả đều ngồn ngộn phơi bày ra trước mắt. Ai cũng làm việc như điên. Như nơi tôi đang sống, nhịp sống lúc nào cũng vội vàng, gấp gáp. Các kế hoạch luôn được đặt ra trước nửa năm. Tôi thường xuyên thấy những người vừa lái xe, vừa tranh thủ ăn hoặc ngủ gật lúc đèn đỏ. Hoặc những người phụ nữ kéo gương tránh nắng xuống, tranh thủ bôi son, đánh phấn trên xe. Ai cũng phải nỗ lực để không mắc lỗi, vì mắc lỗi có thể dẫn đến kiện tụng. Khi bạn có thể dễ dàng kiện cáo người khác, điều đó đồng nghĩa với việc ai cũng dễ bị kiện như ai. Lúc nào cũng lo sợ bị mất việc làm, vì mất việc ở Mỹ là mất tất cả. Nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm, tương lai của con cái. Chính tôi cũng đã từng ôm ấp một giấc mộng đẹp về nước Mỹ. Khi đặt chân đến đây, tôi cứ tưởng giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực. Tôi đã đến đây với một kỳ vọng lớn lao rằng nước Mỹ sẽ biến tôi trở thành một con người khác. Nhưng rồi tôi đã nhận ra sự thay đổi chỉ đến từ bên trong, từ chính bản thân tôi, chứ không phải từ một cái gì đó ở bên ngoài. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào việc học ở Mỹ, để rồi thất vọng trong thời gian học thạc sĩ. Khi đi học, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra trường học cũng chỉ là một mô hình kinh doanh, còn sinh viên là những khách hàng. Tất cả một cỗ máy mà từng chi tiết đã được tính toán kỹ càng để tối ưu hóa lợi nhuận ở mức cao nhất. Sinh viên đem tiền về cho trường, tiền đó dùng để trả lương cho các giáo sư, các bộ và các bộ máy quản lý, hành chính khổng lồ. Sinh viên quốc tế, trong đó có tôi, chiếm một tỷ lệ lớn trong các trường đại học ở Mỹ. Dĩ nhiên, họ là những con gà đẻ trứng vàng. Tôi cũng nhận ra phân biệt chủng tộc là một vấn đề lớn ở nước Mỹ, không như những gì người ta ngộ nhận về một nơi được gọi là ở Trung Quốc, Hoa Kỳ. Là một người nhập cư da vàng, tóc đen, tôi cảm nhận được một cách rõ ràng việc mình bị kỳ thị. Dù ở hình thức phô bày trắng trợn hay ẩn giấu tinh vi, cơ hội của tôi luôn ít hơn những người da trắng, kể cả tôi có học vấn và kinh nghiệm nhiều hơn họ. Dù tôi có nói tiếng Anh tốt đến thế nào thì vẫn không thể nói chuẩn như người bản xứ. Trong môi trường làm việc của mình, mặc dù là trường đại học lớn, tôi vẫn thuộc nhóm thiểu số gốc Á ít ỏi. Đi đến các buổi họp, rất hiếm hoi mới thấy một gương mặt châu Á thứ hai. Tôi thấy mình lạc lõng trong những câu chuyện đùa của đồng nghiệp, thấy buồn khi thường xuyên bị gọi nhầm là người Trung Quốc, thấy mình không thể hiện được trọn vẹn vì tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, thấy mình phải đơn giản hóa và tây phương hóa văn hóa của chính mình để người Mỹ hiểu và chấp nhận được, hoặc giải thích cho họ theo cách mà họ đã ngầm hiểu bằng định kiến của họ từ trước. Lúc nào tôi cũng cảm giác có một cái gì đấy thiếu thiếu. Nỗi buồn và sự cô đơn thường thường trực và rình rập để vồ lấy tôi bất cứ lúc nào. Có một lần, tôi đã khóc trên xe khi đang ngồi thử lái ở một cửa hàng bán xe hơi cũ. Tôi ngồi trên xe với chồng mà ràn rụa nước mắt. Em không muốn sống ở đây nữa. Tôi nhớ mình đã nói như vậy. Chắc chắn không ai muốn bán xe cho một người lái xe vừa khóc trong tâm trạng rối bời như tôi. Tôi nhớ khoảng thời gian 2 năm ở Mỹ không được phép đi làm vì chưa có thẻ xanh. Lúc đó tôi thậm chí còn chưa biết lái xe. Cả ngày chỉ quanh quẩn xó nhà, chồn chân, chồn cẳng, đợi chồng đi làm về để trút hết tất cả sự bực dọc và giận dữ. Những ngày tháng sau sinh trầm cảm chỉ có mình tôi với một đứa trẻ đỏ hòn. Cả ngày quay cuồng trong mớ bỉm sữa cứt đái nôn mẹ. Có bao giờ tôi nghĩ đời mình lại thê thảm đến mức này?
học hành, bằng cấp, ngoại ngữ, du học để làm gì khi rốt cục chỉ để làm một desperate housewife và stay at home mom? Tôi phải ở đây vì lý do gì? Vì ai? Tại sao? Hàng trăm nghìn câu hỏi cứ thế xoay óc trong óc như những vòi bạch tuộc khổng lồ, khiến toàn thân tôi rã rời, mệt mỏi, tuyệt vọng. Đấy là những ngày tháng vô cùng đen tối, không có lối thoát. Ý nghĩ trở về Việt Nam lúc đó luôn thường trực trong tôi. Việt Nam như một giấc mơ đẹp, êm ái và dễ chịu. Chỉ cần trở về là tôi lại có tất cả: công việc, sự nghiệp, độc lập tài chính, sự tôn trọng, ngưỡng mộ, thậm chí một tá người giúp việc. Tại sao tôi lại phải cố gắng để lay lắt tồn tại ở xứ sở xa lạ này? Nơi đây đâu cần đến tôi, hãy để tôi được trở về nơi mà tôi có thể phát huy giá trị của mình. Tôi nhận ra, cuối cùng tôi cũng đã bỏ về Việt Nam, lần ngắn thì vài tuần, lúc dài thì cả tháng, thậm chí có một lần tôi bỏ vào Sài Gòn đến gần nửa năm. Đó là chưa kể vô số lần trở về trong tâm tưởng. Nhưng mỗi lần trở về chỉ để nhận ra một sự thật đau lòng là tôi không thể sống ở Việt Nam được nữa. Tôi đã thay đổi quá nhiều. Việt Nam cũng thay đổi chóng mặt trong những năm tháng tôi vắng nhà. Những con phố mới lạ hoắc, những khu chung cư thi nhau mọc lên, những cửa hàng tiện lợi ở mọi nơi, những quán quen của tôi đã không còn nữa. Bạn bè tôi cũng lần lượt rời xa Hà Nội để đi khắp bốn phương. Tôi đã quen với sự bình yên của vùng Đông Bắc nước Mỹ và cảm thấy khó chịu bởi sự ồn ào và đông đúc của Hà Nội. Tôi cảm thấy ngộp thở trong biển người, với cảm giác khó khăn, mệt mỏi và lúng túng mỗi lần trở về khi phải thích nghi lại từ những thứ cơ bản nhất như đi lại, ăn uống, thời tiết, nói chuyện với mọi người. Việt Nam đã từng là nhà, nhưng giờ chỉ còn là một ký ức. Dù đó là một mảnh ký ức quan trọng hình thành nên con người tôi, thì tôi vẫn cần sống ở hiện tại, không thể cứ chìm đắm mãi trong quá khứ. Mùa hè năm 2018, sau đúng 8 năm sống xa nhà, lần đầu tiên tôi mới có được một khoảnh khắc khai sáng khi xác định được đâu là nhà. Tôi chọn nhà là nơi tôi đang sống cùng chồng và con trai. Những con người ở này ở đâu thì nhà của tôi sẽ ở đấy. Tôi sẽ xây tổ ấm của mình ở nơi mà tôi có thể chia sẻ cuộc sống với mình, với những người tôi yêu thương nhất. Căn nhà của tôi không bị bó hẹp bởi bất kỳ một không gian địa lý cố định mà nằm ở ngay trong tim tôi. Tôi ghét nhắc đến hai từ hy sinh và từ trước đến giờ vẫn luôn cho mình là mẫu phụ nữ cá tính, độc lập, có học vấn, xinh đẹp, thông minh, tự tin, làm chủ cuộc đời mình. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng tôi đã có gia đình, đã là vợ, là mẹ. Tôi đã trải qua giai đoạn khủng hoảng danh tính sau khi kết hôn, khi nhận ra mình không thể cứ muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Đến khi làm mẹ, dù muốn hay không, tôi cũng phải hy sinh rất nhiều vì chồng tôi không thể mang nặng đẻ đau và chăm con với bản năng của một người mẹ. Và cũng trong hành trình đó, tôi nhận ra giấc mơ về nước Mỹ của mình vẫn còn dang dở. Giấc mơ đó chỉ bắt đầu khi tôi đặt chân đến đất nước xa lạ này để làm lại từ đầu, để có thể tự đứng lên trên đôi chân của mình và gây dựng hạnh phúc cho chính mình. Hành trình trở thành người lớn đôi khi đồng nghĩa với việc từ bỏ giấc mơ hoang dại thời thanh xuân. Tôi đã lớn lên, khôn ra, bắt đầu gánh gồng những trách nhiệm của một người trưởng thành. Cuộc sống như một dòng sông cứ trôi chảy mãi, chẳng có gì là đứng yên. Việt Nam mãi mãi là máu thịt, là quê hương, cội nguồn, là nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi đã nợ nơi này quá nhiều ân tình mà có lẽ cả cuộc đời cũng không thể trả hết. Tôi sẽ luôn là một người Việt Nam, bất kể tôi có sống ở đâu trên trái đất này. Tất cả những gì liên quan đến Việt Nam, gợi nhắc về Việt Nam đều khiến tim tôi xúc động một cách sâu sắc. Khi đặt chân đến một đất nước mới, điều đầu tiên mà tôi tìm kiếm một cách bản năng là xem nơi đó có điểm gì giống Việt Nam không. Đó là một thứ tình cảm vừa chân thành, vừa thiêng liêng không thể lý giải tại sao. Tôi phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để tồn tại ở nơi đất khách quê người. Dù tôi có thấp bé hơn, nói tiếng Anh kém hơn, đến từ một đất nước thuộc thế giới thứ ba, tôi vẫn có vô số giá trị đáng được tôn trọng. Tôi hoàn toàn có thể thành công nếu nỗ lực làm việc và không ngừng học hỏi. Tôi tin rằng sống công bằng với những người luôn cố gắng vươn lên. Tôi cần kết nối những dấu hiệu
mà cuộc đời đã đưa tôi đến để làm sáng tỏ về con đường mà tôi sẽ đi, về sứ mệnh mà cuộc đời đã trao gửi cho tôi. Tôi tin là mỗi người đều được sinh ra dưới một chòm sao nào đó và có một sứ mệnh riêng chúng ta phải đi tìm. Cứ đi rồi nhất định sẽ tìm thấy. Tôi luôn tin là như vậy. Tôi ngồi nhìn những ngôi sao trong một đêm trời trong, không một gợn mây ở miền Đông, Bắc nước Mỹ, và nhớ lại những chuyến đi với mẹ ngày bé. Mẹ đã tha tôi khắp nơi, như chim mẹ cắp theo chim con để nó có thể thấy được bầu trời rộng lớn như thế nào. Những chuyến đi với mẹ luôn thiếu thốn về vật chất, nhưng tôi nhớ mình đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc lúc đó chỉ đơn giản là một cơn mưa làm dịu đi cái nóng hầm hập, là vị ngọt lạnh tê đầu lưỡi của một que kem, là những buổi trưa hè đi bắt thần lằn trên cát trong cái nắng dữ dội miền Trung, là lần đầu tiên đặt chân đến biển, là cái lạnh trong rừng thông Đà Lạt, là giọng miền Nam ngọt ngào của những bà, những cô ở khu chợ lớn, là mẹ. Dĩ nhiên là mẹ, bao giờ cũng là mẹ. Mẹ là khởi nguồn cho khát vọng ra đi của tôi, là cảm hứng cho giấc mơ thanh xuân của tôi, và tôi biết rằng ngôi nhà thực sự luôn ở trong trái tim mình, là nơi an trú ở ngay trong tâm mà tôi có thể quay về nương tựa bất kỳ lúc nào. Không còn giấc mơ Mỹ, cũng không phải là giấc mơ Việt Nam, mà đó là giấc mơ tôi.